Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Hoa Sứ Lê Gia vào lúc 7 giờ tối hàng ngày ha. Hôm nay em giới thiệu cả nhà mình là 26 cây sứ Thái ghép và sứ Zin nha. Giá cây hôm nay có giá từ 100.000 cho đến 200.000 một cây. Đơn hàng em gửi đi là hai cây trở lên mới gửi nha cả nhà. Hiện nay em gửi hàng đường xe Tô Châu và đường Bưu Điện. Đi Tô Châu để nguyên chậu gửi cho mình. Đi Bưu Điện nhổ ra vũ sạch đất đóng thùng hàng giao tận nhà luôn. Mình có cây số 1. Số 1 ghép hồng chi, màu trắng viền hồng nha, hoa kép cây chín bo 150. Số 2, kim ngọc người 1. Cây 7 bo 180.000, cây cũ hình quái nha. Đây, cây này tán khá là tròn, cây đang nụ nha cả nhà. 180.000, cũ quái tàn đẹp. Số 3, rạng đông. Rạng đông hoa ba lớp màu vàng cánh nhọn, cây 7 bo 150. Số 4, Vĩnh Lộc 44, ba lớp vàng cam sọc, có gân đỏ nha, cây 11 bo 150. Số 5, Đuôn Han, hoa chuyển màu, hoa ba lớp vàng viền hồng sau chuyển sang hồng, cây 6 bo 150. Số 6, Nguyệt Tâm 2, cây 6 bo 150, hoa ba lớp luôn. Số 7, Lip Green, ba lớp đỏ đậm, cánh lem lem trắng, cây 8 bo 150. Hoành cũ chậu C10 của bên em có hoành từ 55 đến 66 tùy cũ nha cả nhà. Còn nếu mình nhổ ra vũ sạch đất căn ký đi Bưu Điện á, là một củ của nó tầm 4kg đến 5kg tùy theo gốc nha. Rồi số 8. Số 8 là Thu Thủy 10. Thu Thủy 10 là hoa chuyển màu luôn nha, cây 8 bo 150. Số 9, Tuyết Sơn, ba lớp trắng tinh, cây 6 bo 150. Số 10. Số 10 một giống có hương thơm, Thiên Hương, ba lớp trắng viền hồng, cây 7 bo 150. 11, Ferrari. Ferrari, cây 7 bo 150, trắng viền đỏ nha. Cánh nhọn, mặt hoa này rất là nét. 150. 12, 12 là một cây củ quái. Cây củ quái này ghép 5 bo giá 200.000, giống hoàng kim, hai lớp màu vàng. Cả nhà lưu ý giùm em, mình mua cái cây củ quái, cái hình như vậy là củ quái, gọi củ quái nha cả nhà. Nhưng mà về mình trồng, mình phải cái cách trồng của mình trồng đúng thế cây đàng hoàng nó mới ra hình thù nha. Có nhiều khách vô bình luận nói kêu củ quái mà về sao trồng không quái. Mình trồng không có đúng cái thế cây của người ta làm sao mà ra cái hình thù đó ha. Mình lưu ý giùm em cái chuyện đó nữa nha. Mình trồng mình phải dòm cái thế cây ra sao, mình trồng theo đúng thế của nó đàng hoàng nó ra mới có hình hài. Rồi tiếp 19. 19 tiếp một em hình quái nữa nè. Ghép Thúy An 3 5 cánh màu tím, cây 6 bo 150. 14. 14 một cây dáng nằm, ghép Nguyệt Tâm 5, ba lớp màu đỏ, cây 9 bo 150. Đây Nguyệt Tâm 5. Đây như cây dáng nằm thế này thì về mình trồng đúng dáng đúng thế của nó thì nó sẽ ra dáng nằm ha. Rồi số 15. 15 là cam thảo, ba lớp. Giống này có hương thơm đậm mùi luôn. Hoa ba lớp, lớp đầu tiên là tím lem lem, hai lớp sau là vàng nha. Cây 5 bo 150. 16, Ferrari, 5 bo 100.000. Số 17, Tỏa Dương, hai lớp màu vàng, có sọc, cây 4 bo 130. 18, Duyên Dáng Tím. Duyên Dáng Tím là ba lớp màu tím, cây 6 bo 150. Duyên Dáng Tím này là có đang mang trái luôn cả nhà, trái này sắp già luôn rồi nha. Rồi 19. 19 Sĩ Thương 1, ba lớp màu trắng viền hồng, giống này hoa cực kỳ rộ luôn nha, cây 8 bo 150. 20, Lucky, ba lớp đỏ sọc trắng, cây 6 bo 130. 21, Minh Hoàng, hai lớp màu vàng, hai lớp màu vàng, Minh Hoàng là một giống hoa màu vàng sậm luôn nha, vàng sậm, chính giữa cái cánh hoa nó có đi một cái sọc, sọc màu trắng nhạt nhạt, rồi cây 8 bo 150. 22, Quyết Thắng, ba lớp màu đỏ, cây 6 bo 150. 23, cần dụa hoa 5 cánh màu tím, cái cần dụa nó nhiều giống quá em không nhớ nó là cần dụa bao nhiêu. Em chỉ nhớ tên nó là cần dụa hoa 5 cánh màu tím thôi nha cả nhà, cây 6 bo 150. 24, Phạm Thiên Thư, ba lớp màu vàng có sọc, giống này có hương thơm, cây 10 bo 150. 25
25 là Vĩnh Lộc 16, 3 lớp màu trắng có sọc hồng. Cây 6 bo 120. 26 là một cây sứ zin hoa 3 lớp màu hồng nha. Tàn của cây zin này nó bung ra tầm 1 mét. Đây, cây zin nha. Rồi mình xem cái đế coi nè. 200 ngàn cho cây sứ zin này ạ. Rồi giá cây em nói đây là giá cây của em bán thôi, còn cái phí ship là do người mua mình tự chi trả nha cả nhà. Hiện nay cả nhà mua 10 cây em sẽ tặng một cây làm quà. Mua 5 cây tặng 500 g phân hữu cơ vì mình bón cây nha. Em sẽ gom đơn cho mình trong vòng 1 tuần để đủ 10 cây ha. Rồi nếu cả nhà mình xem yêu thích cây nào mình muốn đặt hàng thì cứ gọi theo số máy 0981813055 ha. Số đó có xài Zalo luôn. Mình có thể kết nối Zalo rồi mình nhắn tin. Nếu nhắn tin để rõ mã số cây kèm số điện thoại. Có số điện thoại thì bên em mới liên hệ với mình mà lấy thông tin gửi hàng nha cả nhà. Mình cứ gọi điện trực tiếp hoặc là mình nhắn tin qua Zalo. Chứ mình đừng comment lên ha. Nhiều khi ở trên YouTube nó ẩn cái số điện thoại của mình đi á, nên mình bên em không có đọc được cái số điện thoại của khách hàng nha. Mình gọi giùm em đi, gọi hoặc là mình nhắn tin hoặc kết nối Zalo rồi em sẽ trả lời cho mình ha. Rồi, cả nhà ai chưa bấm đăng ký kênh của em thì mình hãy bấm đăng ký và bấm vào chuông thông báo á để mình đón xem được những cái video mới nhất bên em đưa lên giới thiệu đến với cả nhà. Em xin chia sẻ thêm, bên em có cung cấp nguồn phân hữu cơ đó là phân dơi. Phân đó mình bón được cho tất cả các loại cây trồng luôn. Đối với cây ăn trái, cây có múi và rau cải. Và đặc biệt cây kiển của mình là giúp cây có bộ lá dày xanh ít sâu bệnh nha. Cây ra rễ khỏe nè, hoa có màu sắc tươi, hoa màu sắc chuẩn luôn nha cả nhà. Em cung cấp phân sỉ và lẻ luôn ạ. Em ship hàng phân đó trên toàn quốc. Rồi, cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ.